Các bác vừa lắng nghe chất âm của một bộ dàn karaoke chỉ khoảng gần hơn 20 triệu đồng một tí thôi. Khoảng gần 20 triệu nha các bác nhé. Ở đây thì hôm nay thì em lắp đặt một bộ dàn karaoke cho chú tên gì chú nhỉ? Chú Bình và cô Nga có địa chỉ tại Bình Chánh nha các bác nhé. Thì ở đây là chú lấy bên em là bao gồm có một bộ dàn karaoke, bao gồm có là một đôi loa AP Time Bass 30 bản LM12S các bác nhé. Cùng với đó là một chiếc đẩy bãi 5S này, một chiếc đẩy bãi 5S công suất là 700W một kênh, một bộ mi và một chiếc vang số DB S 525 mã, và cùng với đó là một chiếc quản lý nguồn MBS 700 Pro và một bộ micro bãi BS 780. Và tính tổng bộ dàn này của cô chú là chưa đến 20 triệu, thì các bác có thể nghe thấy cái độ trong trẻo hay là cái độ da diết khi cô hát bộ dàn này. Thì bác nào có cảm nhận về chất âm của một bộ dàn hoặc là cần em tư vấn những bộ dàn nó chỉ khoảng loanh quanh 15 hoặc 16 triệu đồng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại hotline em để trực tiếp trên kênh nhé. Rồi và em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của bên gà nghe. Đây cô có bình luận gì về bộ dàn này nhỉ? Bộ dàn này rất là ví vừa túi tiền mà nghe rất hay. Cảm thấy rằng là rất được. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô chú nhé.